sports. It's in the game. Thank you.
she's taking my order. Don't worry. Not that I don't want to be married now. Let's have a bit of fun till I'm down.
Lukaku việt vị rồi. Rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa không thể đối phương. Và đây là pha tấn công của Manchester City. Tình huống lấy bóng của Valencia. Anh ấy đã phòng ngự rất tốt. Sút đi. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Romelu Lukaku. Họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thay đổi trận đấu này. Chiến thắng khi ghi bàn vào cuối trận, lúc thời gian không còn nhiều. Vâng, đó là khi bạn có được những cầu thủ giỏi. Đây là bàn thắng cực kỳ quan trọng. Đó chính là Crossbow.
God.